Thưa quý vị, dù không được trang bị đầy đủ tiện nghi như nhiều salon tóc sang trọng trên địa bàn Đà Nẵng, nhưng ngày qua, có một tiệm cắt tóc đường phố nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân thành phố bởi một điều đặc biệt. Đó là bất cứ vị khách nào đến đây cũng đều được cắt tóc miễn phí với mọi kiểu tóc mà mình yêu thích. Nằm ngay công viên Tam Giác, Đống Đa, Quang Trung, Ông Ích Khiêm, góc nhỏ này là không gian để một nhóm bạn trẻ dựng tiệm cắt tóc miễn phí chỉ với vài chiếc ghế cùng bộ đồ nghề thiết yếu. Dù đơn sơ, nhưng tiệm tóc đường phố này luôn nườm nượp lượt khách ra vào mỗi ngày, từ những em nhỏ, các bạn thanh niên đến cả những cụ già cũng đã đến đây để được cắt những kiểu tóc phù hợp. Tôi thì rất vui mừng vì mấy bạn rất nhiệt tình, hợp đồ tóc nhà cái đâu, nhất nhiệt tình. Xuất phát từ ý nghĩa nhân văn cao đẹp, nhóm bạn trẻ này tỉ mỉ chăm chút trong từng đường kéo. Dù là miễn phí nhưng mỗi người đều thực hiện bằng cái tâm, trách nhiệm của người làm nghề để mỗi vị khách đến đây đều cảm thấy hài lòng với mái tóc mới của mình. Những vị khách hàng tới thì cũng rất là dễ thương và vui tính. Thì mình cắt cho người ta thì cắt xong thì người ta cảm ơn. Và mình cũng cảm thấy rất là vui. Mình đã đóng góp và giúp đỡ mọi người. Dịch Covid-19 tác động không nhỏ đến mọi mặt đời sống xã hội, với nhiều trường hợp khó khăn trên địa bàn thành phố. Những tiệm cắt tóc miễn phí như thế này trở thành địa chỉ thân thương để họ tìm đến, góp phần tiết kiệm một khoản nhỏ trong khoản sinh hoạt phí của mỗi người. Các gia đình người ta có thể người ta cũng khó khăn, mà đi cắt tóc thì một lần cắt tóc thì phải là 50.000. Cho nên nhé, tôi thấy là rất là hoan hàng ngày các bạn trẻ đã làm những cái việc này rất là hữu ích. Tôi cũng mong muốn là coi như là được nhiều chỗ như thế này để mà lan tỏa khắp thành phố Đà Nẵng mình. Giữa nhịp sống nhộn nhịp, tiệm cắt tóc đường phố của những bạn trẻ nhiệt huyết này vẫn lặng lẽ giúp ích cho đời. Những việc làm tưởng chừng như nhỏ bé này lại mang ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc. Đây không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái mà còn là nghĩa tình của người Đà Nẵng thân thiện, văn minh từ bấy lâu nay.